Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã chủ động tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình thiết thực hiệu quả đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng, tham gia, góp phần tạo thói quen tốt trong công tác bảo vệ môi trường ngay tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở xóm 10, thôn Tuyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ là giáo viên về hưu. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng bà vẫn nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào của hội phụ nữ. Tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng mô hình nhà sạch ngõ sạch, nhà sạch vườn đẹp. Bà là một trong những người đầu tiên tham gia và kêu gọi nhiều chị em phụ nữ trong thôn. Tôi tham gia cái mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch. Tôi thấy rằng là rất là tốt và ý nghĩa. Thường xuyên là gia đình chúng tôi là thực hiện quét sạch nhà cửa, cổng ngõ, chăm sóc cây. Đến nay mô hình trên có 54 hộ gia đình tham gia. Kết quả, hội viên phụ nữ trong thôn đã trồng được 48 chậu hoa mẫu đơn và hoa mười tờ. Định kỳ vào các ngày cuối tuần, các dịp lễ, Tết thì phụ nữ trong thôn đều cùng nhau dọn dẹp, ý thức người dân bảo vệ môi trường cũng vì thế được nâng cao. Từ ngày có cái mô hình này, đường rồi là khu dân cư này rất là sạch sẽ. Ngay cả cái ý thức của người dân là để những cái bao rác, thường thường ta để lâu. Thế nhưng mà khi mà có cái mô hình hoa này lên thì có nghĩa là người ta chỉ đưa ra trước 1 đến 2 tiếng khi xe qua. Toàn xã Minh Tân có 850 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở 4 chi và 13 tổ. Từ phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Tân đã nhân rộng sang hầu hết các địa phương trong huyện Phù Cừ. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Hộ đã ra mắt được hai mô hình tại hai thôn là thôn Duyệt Lễ và thôn Duyệt Văn, mô hình nhà sạch ngõ sạch và nhà sạch vườn đẹp. Từ đó thì giúp cho chị em phụ nữ thì tích cực hơn nữa trong cái việc là bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, góp phần xây dựng cho xã Lung đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 sắp tới để về cái tiêu chí môi trường xanh sạch đẹp. Đến nay toàn tỉnh Hưng Yên đã gắn được trên 6.000 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, 140 câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, và mô hình phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Xây dựng 2.000 tuyến đường hoa, phát triển tốt các phong trào 50 ba sạch, phân loại xử lý rác thải, trồng cây xanh. Với 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường đã góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng sạch đẹp.